Kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tuyết Mai sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút tới đây cùng với các tin tức thời sự được cập nhật. Sáng nay, đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Bút Xạ Đi Thạn Ả Mương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã đến thăm làm việc tại tỉnh Hưng Yên. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy. Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quốc Toàn giới thiệu khái quát về tỉnh Hưng Yên, đồng thời báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đến nay. Đồng chí Bút Xạ Đi Thạn Ả Mương, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào bày tỏ sự vui mừng được đến thăm, làm việc tại tỉnh Hưng Yên, đồng thời đề nghị tỉnh Hưng Yên trao đổi thêm về vai trò quyền hạn tổ chức bộ máy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, nhiệm vụ quyền hạn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và mối quan hệ giữa hai cơ quan, công tác phát triển đảng trong khu vực kinh tế tư nhân, kinh nghiệm công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 11, huyện Ân Thi tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023. Theo đề mục, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Nội dung diễn tập gồm 4 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3 là thực hành tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 4 là thực binh. Mục đích của cuộc diễn tập nhằm phát huy sức mạnh của nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Qua đây nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo điều hành của cấp ủy chính quyền, phát huy vai trò tham mưu của các phòng, ngành, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện. Khu đô thị Church Boulevard có quy mô rộng gần 3 hectare, nằm ở trung tâm đô thị lõi của thành phố Văn Giang. Dự án đạt chuẩn đô thị theo kiến trúc của Singapore với những căn hộ độc bản, mật độ xây dựng chỉ 50%. Dự án gồm gần 200 căn biệt thự và tòa tháp cao 21 tầng với gần 300 căn chung cư. Diện tích còn lại dành cho khuôn viên công cộng, cây xanh, hồ điều hòa, bể bơi và khu rèn luyện thể thao cho cư dân. Đây là một trong số ít dự án tại huyện Văn Giang sẽ bàn giao công trình cho khách hàng vào quý 2 năm 2024 với sổ đỏ đất ở lâu dài, an tâm cho người sử dụng. Church Boulevard cũng là khu đô thị áp dụng nhiều công nghệ hiện đại đạt chuẩn Singapore trong quá trình xây dựng như đổ bê tông, tường liền khối, vật liệu chống cháy. Dự án nằm cận kề các tuyến giao thông huyết mạch như đường tỉnh 379 và 179, vành đai 3,5 sẽ dễ dàng kết nối tiện ích ngoại khu với các khu đô thị lân cận. Tính đến thời điểm hiện tại, cả nước còn thiếu 127.583 giáo viên. Con số này gia tăng không ngừng vì số lượng trẻ em đi học tăng lên rất lớn nên yêu cầu về giáo viên cũng tăng lên. Đây là thông tin được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết sáng nay mùng 1 tháng 11 trong phần giải trình trước Quốc hội về các vấn đề của ngành. Tư lệnh ngành giáo dục cho hay đến nay, ngoài giáo viên những môn học mới đang trong quá trình đào tạo thì giáo viên mầm non dù nguồn tuyển có nhưng không có người ứng tuyển do lương thấp, áp lực lớn. Theo Bộ trưởng Giáo dục, trong 3 năm qua, các địa phương đã sắp xếp các điểm trường và đã giảm được hơn 3.000 điểm trường là con số đáng kể để có thể chăm sóc giáo dục trẻ em tốt hơn, nhưng cũng không thể tăng mãi việc sắp xếp điểm trường. Các đại biểu đề nghị Quốc hội, Chính phủ khi cải cách tiền lương lần này, quy định lương của giáo viên ở mức cao nhất trong hệ thống, thang bậc lương hành chính sự nghiệp, có thêm phụ cấp, tùy theo tính chất công việc theo vùng, đúng theo tinh thần của Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng thời phải có giải pháp tăng lương và phụ cấp cho nhân viên trường học để họ yên tâm công tác cống hiến với nghề. Trong tháng 10 năm 2023, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đã phát hiện xử lý 16 vụ buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả. Tổng số tiền xử phạt thu nộp ngân sách nhà nước trên 190 triệu đồng. Trong đó có một vụ vi phạm hàng cấm, 14 vụ vi phạm gian lận thương mại, một vụ vi phạm về hàng giả. Nhóm mặt hàng bị phát hiện chủ yếu là quần áo, mũ vải, giày dép, túi sách, thực phẩm, bao gói, phụ tùng xe máy, xe đạp điện, hóa mỹ phẩm các loại. Đáng chú ý, ngày 13 tháng 10, lực lượng chức năng kiểm tra công ty cổ phần quốc tế VTTVN, địa chỉ xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động. Kết quả, công ty sản xuất gần 7.000 lít rượu không giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã hết hiệu lực.
Kết quả kiểm nghiệm toàn bộ số rượu không đạt yêu cầu chất lượng chỉ tiêu hàm lượng aldehyde. Theo TCVN 8010/2009, lực lượng chức năng tỉnh đã xử phạt vi phạm hành chính số tiền 35 triệu đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ số lít rượu trên. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân xã Hải Châu, huyện Tiên Lữ phát hiện và ngăn chặn kịp thời hành vi tự ý san lấp đất đá tại chân đê với ý định làm điểm ra vào cho phương tiện chuyên chở vật liệu xây dựng. Theo đó, Ủy ban Nhân dân xã Hải Châu đã triệu tập ông Đỗ Văn Cừ, là đại diện doanh nghiệp tư nhân An Hải, đến làm việc và yêu cầu trả lại nguyên trạng thân đê và một phần che chắn sóng tại khu vực xóm Bến, thôn Hải Yến. Trên thực tế, vị trí thân đê bị doanh nghiệp tư nhân An Hải làm thay đổi hiện trạng, có chiều dài khoảng 200m. Đơn vị này đã đổ thêm đất và cơi thêm phần đường tỉnh 195 giáp sông Luộc, đồng thời san ủi phẳng đất tại khu vực chân đê với tổng diện tích xấp xỉ 300m2. Nhằm sớm khắc phục những rủi ro trong quản lý điều hành ngành vận tải, Hiệp hội Vận tải thành phố Hà Nội kiến nghị các cơ quan liên quan của thành phố xử lý một cách quyết liệt tệ nạn xe dù bến cóc, xe giả danh xe hợp đồng, xe limousine, xe ghép trên các tuyến. Cụ thể, xe hợp đồng không được trực tiếp bán vé cho khách, không được bán vé tại điểm đón trả khách. Xe hợp đồng phải gửi danh sách đi xe về Sở Giao thông Vận tải địa phương trước một ngày để quản lý. Xe tuyến cố định sau khi đón khách bằng xe trung chuyển phải làm thủ tục xuất bến. Hiệp hội cũng kiến nghị thành phố Hà Nội quy hoạch lại hệ thống bến xe, trong đó bến xe phải gần dân cho tăng thêm tần suất theo yêu cầu của thị trường. Phải được đồng ý của địa phương và các bến xe sau khi được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt. Nhà vua Anh Sắc Đệ Tam vừa qua đã có chuyến thăm tới Kenya theo lời mời của Tổng thống nước này nhân dịp kỷ niệm 60 năm quốc gia Đông Phi này độc lập khỏi Anh. Vua Sắc Đệ Tam đã đưa ra nhận xét này trong một bài phát biểu trong bữa tiệc được tổ chức để vinh danh ông tại Kenya. Trong đó ông đề cập đến nỗi buồn lớn nhất và sự hối tiếc sâu sắc về những hành động sai trái trong quá khứ. Trong khi Tổng thống Kenya William Ruto ca ngợi lòng dũng cảm mẫu mực của nhà vua trong việc làm sáng tỏ sự thật khó chịu. Ông mô tả hành động của thực dân đối với các cuộc đấu tranh ở châu Phi là quá tàn ác. Từ năm 1952 đến năm 1960, ở đỉnh cao của cuộc đấu tranh giành độc lập tại Kenya, binh lính Anh đã buộc khoảng 1,5 triệu người Kenya bị nghi ngờ là một phần của cuộc nổi dậy chống thực dân vào các trại tập trung, nơi họ bị tra tấn, hãm hại và đối xử mất nhân tính. Theo Bộ Giáo dục Nhật Bản, trong khoảng thời gian từ năm 2002 đến năm 2020, Nhật Bản đã đóng cửa 8.580 trường học công trong bối cảnh dân số quốc gia này càng già hóa. Nhật Bản là quốc gia có dân số già thứ hai trên thế giới sau Monaco. Lúc này có 14,4 triệu trẻ em dưới 15 tuổi, chỉ chiếm 11,5% tổng dân số. Số lượng này cũng đã giảm 4 triệu so với thời điểm đầu những năm 2000. Theo các số liệu chính thức, có khoảng 7.000 trường học trong số này hiện vẫn được duy trì, trong đó 74,1% được cải tạo thành các cơ sở hạ tầng, phục vụ các mục đích khác, và chỉ có 2,9% dự kiến sẽ bị phá dỡ. Do Australia rút lui ngay vào giờ chót, Ả Rập Xê Út trở thành ứng viên duy nhất còn lại trong cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup 2034. Như vậy, chỉ sau chưa đầy 12 năm, giải vô địch bóng đá thế giới tiếp tục được tổ chức tại châu Á. Theo thông báo của FIFA, hạn chót để các quốc gia đăng ký tham dự cuộc đua đăng cai World Cup 2034 là 23 giờ ngày 31 tháng 10. Ngay trước hạn chót này, Australia thông báo rút lui. Australia cho biết, sau khi cân nhắc cơ hội cạnh tranh, họ lựa chọn từ bỏ và tập trung nhiều hơn để tổ chức giải đấu quốc tế lâu đời nhất dành cho nữ là Cúp bóng đá nữ châu Á 2026 và giải đấu FIFA Club World Cup 2029. Với việc Australia rút lui, Ả Rập Xê Út là quốc gia duy nhất còn lại trong cuộc đua tổ chức World Cup 2034. Do thời hạn nộp đơn đã kết thúc, Ả Rập Xê Út chắc chắn sẽ là chủ nhà của sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh sau 11 năm nữa. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.